Để bắt đầu một ca làm việc, tôi luôn tạo cho mình một tác phong chuyên nghiệp từ trang phục, đầu tóc, giày dép. Cụ thể nào, xin mời các bạn theo dõi. Đầu tóc phải đảm bảo sạch, khô, ngắn, gọn gàng. Tóc để màu tự nhiên, không để các kiểu tóc kỳ quặc. Tóc không được chạm lông mày, mang tai hay cổ áo. Cặp gọn ra đằng sau. Đối với tóc dài, tóc mái phải được cắt ngắn hoặc vuốt sang hai bên. Dây buộc tóc nơ hay bờm không có màu sặc sỡ, chỉ được trải đầu ở trong phòng thay quần áo hoặc nhà vệ sinh nhân viên. Bắt đầu một ca làm việc, luôn phải giữ bàn tay sạch sẽ bằng các bước sau đây. Bước 1, làm ướt tay dưới vòi nước. Bước 2, lấy xà phòng. Bước 3, kỳ hai tay trong ít nhất 20 giây. Bước 4, kỳ cọ bàn tay và móng tay. Bước 5, rửa sạch tay xà phòng. Bước 6, lau tay bằng khăn giấy và máy sát khuẩn tay. Nếu bạn không có khăn giấy và máy sát khuẩn tay, có thể dùng một khăn trắng sạch để lau tay. Về trang phục phải đảm bảo như sau: đồng phục phải gọn gàng, sạch sẽ và chỉnh tề. Tránh mặc áo lót màu tối, áo ngoài màu sáng. Trang phục phải được là cẩn thận, không bị nhăn, không có vết. Biển tên là một phần của trang phục, đeo chỉnh tề ở phía bên tay trái, chỗ có móc để gài bên trên các biển hiệu khác. Biển tên phải được in chữ rõ ràng, không bị sứt, gãy, chỉ được đeo một loại huy hiệu, phù hiệu do công ty phát, không được đeo các loại khác. Khi trang điểm cần lưu ý những bước sau: không dùng nước hoa có mùi mạnh, nên dùng các loại nước khử mùi sau khi tắm hay trước ca làm việc. Dùng các loại son môi có màu hồng hoặc màu đỏ. Có thể đánh phấn chỉ có thể kẻ mắt màu đen hoặc màu nâu. Không trang điểm bằng các màu quá sặc sỡ. Đối với tay và móng tay, tay phải sạch và được gọt rũa gọn gàng. Không đánh móng tay, móng tay không được vượt quá phần tỏ thịt. Luôn phải đi giày và đánh giày trước ca làm việc. Đi giày màu đen, đế bằng, chống trơn, có chiều cao khoảng 5cm. Không đi giày hở mõm, xăng đan, giày nhảy hoặc giày có hình dạng kỳ quặc. Luôn đi tất khi đi giày, tất trơn, tất màu da hoặc tất màu ghi. Tư thế khi tiếp xúc với khách luôn phải đứng thẳng khi giao tiếp với khách. Đặc biệt không cõng vai, không đi lê chân, không chạy trong ca làm việc. Luôn giữ khuôn mặt tươi cười, không được ngáp nơi công cộng. Nếu không tránh khỏi thì phải quay mặt đi và lấy tay che miệng. Không được cậy mũi, cậy móng tay. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của tôi sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn trong công việc của một nhân viên lễ tân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những chia sẻ của tôi. Xin chào.